Ok, em Quyết xin kính chào quý vị các bác nhá. Trong buổi sáng ngày hôm nay thì em tiếp thị đến các bác những cặp loa PV đang có mặt tại trung tâm ngày hôm nay. Với cặp loa PV Daisy S4 này, dòng loa của Mỹ cho bác nhá. Sở hữu hai bát 40, một tép kèn. Tép nó là tép côn, nó là côn 67. Và bát nó từ 19 họng 76 các bác nhá. Sở hữu hai bát 40, xương nhôm đúc Daisy Made in Uira. Trong ngày hôm nay thì em về được 3 cặp các bác nhá. 3 cặp Mỹ huyền thoại PV Daisy S4. Nói chung là vừa về thì cũng chưa được vệ sinh, thì mới xếp vào đây rồi để quay video tiếp thị các bác. Hàng còn nguyên bụi nhá. Và còn nguyên bụi luôn. Bông nỉ thì trải qua là bóng nhẫy luôn rồi các bác ạ. Không phải nghĩ à. Quá đẹp luôn. Daisy S4. Quay cho bác cái hậu. Đây là hậu của nó các bác nhá. Đầy đủ thông số tem nhôm, mã vạch Daisy S4. Hậu nó là rắc đường vào, nó đường rắc 6 ly. Đầy đủ tem. Đây là tem PV. Bao đẹp, bao zin nữa các bác. Nói chung về cái loại này chỉ đánh vệ sinh hay là đánh cắt đét thôi các bác. Lời cao kê thì chấm hết luôn. 2 bát 40 để so sánh với cặp 125 không thể ăn được cặp này các bác nhé. 125 không ăn được cặp này. Tép của nó tép họng kèn lớn. Riêng bằng PV tép trẻ các bác nhé. Ốc này, ốc của nó này, bao nhìn còn mới cứng luôn. Không có điểm chê. Những cặp PV này mặt căng không còn một gọi là vết han nào cả. Màng bát sở hữu màng của nó là màng giấy các bác nhá. Màng giấy nhưng nó là 3 ngân. Nếu nói rằng 3 ngân để lời ca kê thì là rất là đẹp, chọn rồi. Quá đẹp luôn. Nói chung là ba đôi này thì đẹp gọi là xuất sắc luôn, ngọc trinh luôn. Các bác nào muốn sở hữu những cặp loa PV Mỹ bãi này thì liên hệ với em qua số máy 033 9062184 nha. Đến đây thì em báo giá cho những các bác là cặp loa này. Giá của nó là 26.500.000. Các bác nhá. Bao đẹp, bao zin. Không có điểm chê luôn với những cặp loa này các bác. Nói đến loa PV rồi đi GB, dòng loa huyền thoại rồi. Đẹp, không tì vết luôn. PV RX22 Daisy S4 Made in Uira. Quá đẹp luôn. Cần chỉ cho các bác. Ok, các bác nào muốn sở hữu cặp loa này thì liên hệ với em nhá. Các bác nhớ đăng ký kênh để ủng hộ em. Và những video tiếp theo thì em sẽ giới thiệu sản phẩm đặc cấp hơn nữa về những cặp GB nhập khẩu chính hãng của JBL xịn nha các bác nhá. Ok, em xin cảm ơn các bác đã theo dõi video.